Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita. Trong phần đầu thì bác sĩ đã chia sẻ chuyến đi Nhật vừa rồi, phải nói là rất hấp dẫn. Thế vì du lịch thì bao giờ cũng phải nói là gây cái sự mà thích thú đến cho mọi người. Vì cuộc sống nhiều khi, nhất là ở đây, căng thẳng quá, phải không thưa bác sĩ? Yeah. Nếu mà có một cái cơ hội nào đó mà chúng ta đi du lịch, đi giải khuây cùng với gia đình rất tuyệt vời. Và Nhật là một trong những cái nơi mà chúng ta có nhiều điều để mà khám phá. Tuy nhiên là cái việc mà giá cả ở Nhật đó thì nó cũng rất là cao. Khách sạn, một cái khách sạn mà trên tầng cao cũng không có gì đặc biệt hết, có thể từ 160 đô cho đến 200 mấy chục đô là chúng ta đi cá nhân, còn nếu mà mướn thì là thi trung đoàn thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Vấn đề ăn uống cũng không có rẻ, taxi cũng rất là mắc. Ở bên Nhật thì đi chủ yếu là đi bằng xe điện mà thôi, xe điện ngầm, tàu điện ngầm, hoặc là đi những cái phương tiện mà tàu cao tốc, nó kêu là Shinkansen, đi từ tỉnh này qua tỉnh nọ đó. Thì là đi những cái phương tiện đó thì tương đối nó rẻ thôi. Còn nếu mà đi taxi thì một cái chuyện đó phải nói là rất là mắc. Emergency thôi thì chúng ta cần phải đi cái chuyện đó thôi. Và người Nhật đó thì qua bên đó thì Phạm Khanh cũng, bác sĩ Mura cũng cùng nhận xét luôn là họ rất là bảo thủ, không có cởi mở như là những cái quốc gia khác. Bên Hàn Quốc nhiều khi mình gặp những người Hàn Quốc đó, họ cũng là châu Á, cũng là khó khăn, nhưng mà hỏi nhiều khi họ trả lời, còn bên Nhật nhiều khi hỏi không có trả lời. Thành thử ra là cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng đừng ngại, vì tính cách họ vậy rồi mà, không thưa bác sĩ? Đại Hàn có vẻ cởi mở hơn, em thấy em thơm chút xíu rồi chứ cũng thật sự cũng khó khăn lắm đó. Nhưng mà đi ra đi bên qua bên Đại Hàn á, đi ra ngoài đường đi taxi nó rẻ hơn, rất là rẻ. Đúng rồi, rẻ hơn là đi bên Nhật. Ăn uống cũng thoải mái hơn. Người Đại Hàn người ta cũng vui vẻ cười nói, cũng có chỗ họ nói được tiếng Mỹ nhưng mà cũng giới hạn lắm. Nhưng mà cái không khí của bên Đại Hàn á, cái tháng 10 nó vẫn còn nóng, mà nó nóng giống như là không khí nó đặc lại, nó thở không có được. Đúng rồi. Nó lạ như vậy, nó giống như nó đặc. Nhật thì em chưa có đi, nhưng mà em đi có đi Đại Hàn. Nhưng mà da của người Nhật Phạm Khanh thấy không? Đẹp. Tại đẹp. Vì cái xứ nó lạnh phải không ạ? Xứ lạnh. Da người Đại Hàn cũng đẹp á, tại vì cái xứ càng lạnh nữa thì cái da họ càng đẹp mà còn càng trắng hay sao? Bên đó thì tối thì ai cũng có những chỗ để tắm cái suối Ôn Tuyền. À, suối đó sao bác sĩ hả? Suối Ôn Tuyền là cái suối cách đây mấy chục năm á. Mười mấy năm về trước thì cho tắm chung. Dạ. Bạn gái con trai gì vô tắm chung hết. Không sao. Coi không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà sau này thấy mấy ông thanh niên lợi dụng quá. Rồi bắt buộc bây giờ nó phải tắm riêng. Với tắm lại, phải cởi đồ ra hết hay sao? Phải cởi hết, 100% hết. Với lại 10 người mình tắm, tức là mình phải tắm ở đâu cho sạch sẽ rồi. Chứ là mình vô đó mình tắm, tức là mình hóng mát, mình hóng ngâm lại nước, nước đó. Nhưng mà có một số bị vậy mà lại nó chia rẽ nó nè. Mấy ông người Tàu á, mấy ông bà người Tàu á, vô trọng có tắm bắt đầu kỳ. Kỳ cọ người thì chỗ đó là không phải chỗ tắm mà để chúng ta kỳ cọ người. Mà chỗ đó là chỗ tắm để mà nó mát thôi. Rồi cả trai gái thì bây giờ thì tắm riêng, là chứ ngày xưa tắm chung. Suối Ôn Tuyền thì thường thường á thì mấy người thanh niên, mấy ông bà già thì không cần tắm lúc nào cũng được hết. Còn mấy ông thanh niên đợi tới 1-2 giờ khuya. Dễ chi vậy bác sĩ? Họ để cho mấy cô gái thì ngại tắm bằng buổi tối. Thì để cho 1-2 giờ khuya để người ta bớt tắm rồi đó. Mình thì mấy cô tắm, nhưng mà mấy ông thanh niên này tìm cách lúc nào tìm cách đi tắm trễ luôn. À, thế là canh mấy cô gái đi tắm khuya. Tắm khuya. Rồi mình đi theo mình tắm luôn. Đúng rồi. Tối quá thật sự cũng đâu có thấy gì đâu bác sĩ, nếu mà tắm khuya. Không, cũng sáng lắm Phạm Khanh, rồi bây giờ tắm chưa làm đôi. Nhưng mà cái màn cái chia ra thì nó rất là thấp chứ không có cao. Rồi thí dụ như anh muốn đứng anh nhìn bên kia cho nó lâu, mình thấy anh trai á, anh cầm tắm đâu bao nhiêu tiền mà đổi tờ giấy 10.000 tiền Nhật, bà đó bà đi lăn xăng bà đi đổi hoài thì mấy ông này tha hồ nhìn. Tại vì có cơ hội để nhìn bên kia. Hồi xưa thì tắm chung không có chuyện gì xảy ra hết. Hấp dẫn. Bây giờ thấy lợi dụng quá, bây giờ tắm riêng. Nhưng mà người ta sợ nhất á, ta nói xuống đấy trước khi mà xuống tắm suối Ôn Tuyền đó là phải xả nước lên trên trước cho nó sạch sẽ. Nhưng mà mấy ông Tàu, mấy bà Tàu, mấy ông qua người qua đó là vô trong mới lấy tay kỳ cọ thì tụi nó ngại ngùng dữ lắm. Mình Nhật có đâu chịu, nó nói mình tắm cho sạch sẽ trên mình xuống mình ngâm thôi. Còn mấy ông bà xuống đó để bắt đầu kỳ cọ. Tất ra người ta đâu có chịu. tôi đi ba chỗ có tắm số con tiền. Mà tôi tắm con chỗ cho biết thôi.
Còn núi Phú Sĩ thì giờ này rõ ràng mình có thể tới ngắm cảnh đúng không bác sĩ? Nó cho mình 10 giờ tới 12 giờ này kia mình thấy rõ ràng lắm lắm anh. Dạ, dạ. Nhưng mà sau đó rồi thì tuyết với lại mây mù á. Mây mù nó chia. Nó chia hết. Dạ. Nhưng mà tôi đi lên khỏi chỗ đó nữa thì cái mùi nó mùi, anh biết cái mùi nó mùi hôi như thể là lưu huỳnh vậy đó. Dạ. Nhưng mà người ta lấy mấy cái trứng ta nhúng vô cái lưu huỳnh thì nó ra màu đen. Yeah. Thì mình mua 5 trứng thì mấy chục đô đó, mấy trăm đô đó. Yeah. Mấy trăm tiền yên đó. Tiền yên, tiền Nhật. Thì nó nói là nếu mà ai ăn một cái trứng thì sống được 700. No, 7 năm. Sống được 7 năm. Wow. Bây giờ tôi ráng ăn 3 trái. Yeah. Để sống được 21 năm. À, thêm cộng. Nhưng mà người ta nhúng nữa. Vô cái lưu huỳnh nữa hả bác sĩ? Đúng rồi, còn người ta nhúng vô cái trứng vào trong cái lưu huỳnh đó. Tức là trên cái núi Phú Sĩ nó có lưu huỳnh hả? Cái vòng vòng đó tôi nghĩ là chỗ nào mà có cái nước lưu huỳnh này mình lên nó hôi lắm. Lưu huỳnh hôi. Cái nước nhung nham từ cái núi. Rồi ta nhúng vô đó, cái nó bán chạy lắm rồi anh ơi. Yeah. Tôi mua ăn tối, người nào mua ăn tối để ăn một trứng thì sống thêm được 7 thì năm. Thì đó, nói 7 năm mà khỏe quá, mình ăn đây trứng là thấy giảm thọ 7 năm là tại vì trứng ở đây nó cholesterol nhiều quá, còn nếu bác sĩ nói 7 năm bên kia chắc cũng qua bên kia ăn tiếc còn một năm đi. Nhúng vô là nó màu đen hả bác sĩ? Không, nhúng vô màu đen là cái vỏ thôi. Cái vỏ đó. Nhưng bên trong nó không có gì khác hết trơn rồi. Yeah. Tại tôi nghĩ đó là cũng một trong cái lợi dụng nó bán trứng cho mình. Có lẽ là thì ta nói cho nó vui vậy thôi, ai tin nhưng mà thu có cái là người đi du lịch thôi. Nhưng mà có cái là nhiều khi cũng tin, tại vì người Nhật á, bác sĩ họ tuổi thọ họ là một trong những dân tộc tuổi thọ cao nhất thế giới. Họ giờ ăn cá, ăn rong biển này kia này nọ. Anh Thẩm Khanh của Lưu Minh Linh biết là tôi đi xe bus lên cái khúc đó rồi tới độ cao mà tuyết không rồi đó, thấy toàn là giống như thể là cái thông mà anh nhìn thấy trông thấy bên Hoa Kỳ này đó, tuyết không, cái có cái mùi hôi mới đầu mình nghĩ trong xe này không biết ai đánh rắm. Dạ. Thấy cái mùi lưu huỳnh đó. Lưu huỳnh đó. Rồi người này cứ nhìn người kia. Yeah. Mấy ông tour guide không cho nói, nó cho mình biết là cái mùi này là thế nào mình cũng nghĩ bậy. Yeah. Cái hồi đi càng vô nó càng hôi, cái mùi lưu huỳnh quá đi. Yeah. Cái mùi mà anh biết khó chịu, giống như thể là mình cái cầu tiêu vậy đó. Yeah. Cái từ đó mấy ông nói, quý vị nghe cái mùi người từ nãy giờ quý vị nghi ngờ người này người kia, đánh đấm này kia không có, cái này là cái mùi lưu huỳnh. À, cứ dòm mặt nhau hoài. Cứ dòm mặt nhau hoài. Nhưng mà cái mùi đó mình ngửi nó có làm hại gì đến sức khỏe không bác sĩ? Nó có chứ, cái mùi lưu huỳnh đó. Như vậy thì những người dân sống ở trong cái khu đó họ hấp thụ cái mùi đó mỗi ngày như vậy thì hại sức khỏe chứ. Nhưng mà thấy họ tính bơ thôi. Có thể họ quen rồi đó. Mà bán mà không có gì mà bán cái trứng nó chạy anh Mộng Khanh. Tại vì anh mua 5 cái trứng mà mấy trăm yên mà ai đứng xếp hàng từ đây tới đằng kia luôn phải không? Ai cũng muốn sống 21 năm á. 21 năm. Rồi là mua ăn 3 trứng thôi. Rồi có những người muốn ăn tới 5 trứng nữa. Wow. 5 lần 7 tới 35 năm. Dạ, 35 năm. Tôi nghĩ là mấy người ăn 5 cái trứng sợ là nhiều khi nhiễm độc lưu huỳnh mà xong cái rồi về. Xong rồi về khách sạn chắc hết ăn uống được rồi. Dạ. 5 cái trứng. No hết trơn rồi. Mà vui, đi trứng này rất là vui nên tôi khuyên quý vị nào mà nên đi qua Nhật chơi thì nên đi theo cái phái đoàn. Dạ. Tức là du lịch, thứ nhất là nó rẻ tiền, thứ hai là mở khách sạn tốt, thứ ba nữa là nó đưa quý vị đi đó đây, nó không tính tiền, nó tính tiền trong cái package đó rồi. Rồi mình đi chơi đó, người ta sẽ, cái người Việt Nam ở bên đó, người ta ở mười mấy, 20 năm, người ta nói tiếng Anh rất là rành. Để giúp cho quý vị mình thông thạo tất cả những cái nơi nào mình tới. Tại quý vị tới mấy chục địa điểm khác nhau. Nhưng mà thí dụ như bây giờ anh em mình chở mình đi Phạm Canh, mình đi chừng 2-3 chỗ mình chán rồi. Đúng rồi. Còn cái này bắt buộc phải đi sáng sớm là 7 giờ sáng phải ăn. 7 giờ rưỡi, 8 giờ lên xe rồi đi. Từ sáng cho tới chiều đi bao nhiêu là thành phố, đúng bao rồi. Nhiêu là chỗ. Dạ. Bây giờ tôi phải đi mấy lần trước là tôi đi ở Hokkaido, tôi đi công chuyện là tôi về 1-2 ngày. Nhưng mà cái này tôi đi lâu nhất là 11 ngày đó. Yeah. Nên tôi hy vọng quý vị là tôi đi vui thì quý vị cũng vui. Nhưng mà nhớ với điều kiện là phải đi theo cái tour của mình. Tour người Việt dắt thì nó mới cắt nghĩa cho mình 100%. Yeah. Nói gì xin bác sĩ nói luôn đó là thí dụ như là những khán giả mà muốn họ mua tour đó. Yeah. Thì nên mua từ bên này. Hay là qua tới bên Nhật rồi mới mua bác sĩ? Mua từ bên đây anh. Mua từ bên này biết chi không? Để người ta trước khi mình đi 1-2 tuần lễ là người ta họp lại tất cả mọi người. Chỉ mình phải làm cái gì. Ví dụ như đi Nhật không thì mình phải làm cái gì? Đi được Nhật đại hàng phải làm cái gì? Hoặc là đi Nhật rồi đi đại hàng rồi đi China đi về Việt Nam. Nó có nhiều chuyến lắm thì mình phải làm cái gì?
rất là... Tôi được biết rằng thì là nếu mà quý vị mua tại Hoa Kỳ này đó thì giá vé một tour đi Nhật bao gồm cả vé máy bay luôn đó có thể lên tới 3-4 ngàn đô hoặc là hơn một chút xíu nữa, tùy theo cái chất lượng, tùy theo cái địa điểm, bởi vì chọn đi là nhiều hay là ít, vân vân. À, giá là trung bình là khoảng 3-4 ngàn đô, nhưng mà nếu mà mùa hè này đó thì mà quý vị muốn ghi danh để mà đi đó thì quý vị nên phải nói là ghi danh trước. Có hai cái thời điểm mà chúng ta có thể đi Nhật rất là vui. Một là chúng ta đi thời điểm như bác sĩ vừa đi, tức là khoảng cuối tháng 3 cho đến giữa tháng 4, cái mùa hoa anh đào nở khắp đất Nhật á thì nó cũng vui lắm, cái mùa xuân mà. Rồi cái mùa thứ hai mà quý vị cũng có thể đi đó, nếu mà không ai mà chịu lạnh được á thì đi vào cái khoảng tháng 10, tháng 11, mùa thu cũng đẹp. Còn nếu mà không ai chịu lạnh được á thì đi vào mùa hè cũng vui. Ở Nhật đó là có những cái chương trình tour như vậy đó. Còn Phạm Khanh vừa rồi mà chiếu cái chương trình mà tour du lịch Nhật đó thì cái đó chúng tôi tự đi tự phát làm phóng sự thôi. Quý vị đừng có đi theo chương trình đó đi, không có nổi mà mất tiền lắm. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trở lại ngay.